Xin chào các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, mình cũng thông tin với các bạn một số cái thông tin có thể nói là nóng trong buổi trong ngày hôm nay. Đó là sáng hôm nay ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. 6 bị cáo được đưa ra xét xử là gồm Nguyễn Văn Đài, 49 tuổi, trú tại khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Văn Trội, tại Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Trung Tôn, trú tại Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa; Nguyễn Bắc Truyển, trú tại phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; Trương Minh Đức, trú tại thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang; Lê Thu Hà, trú tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Và theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì 6 bị cáo được xác định đã khởi xướng thành lập tổ chức, xây dựng cương lĩnh, điều lệ, quy chế hoạt động và chỉ đạo điều hành các hoạt động của tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ. Bị cáo buộc chính bị cáo Nguyễn Văn Đài được giao nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Hội cùng với đồng phạm đã lợi dụng việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và các hoạt động của xã hội dân sự để mà tuyên truyền chống nhà nước với các mục đích chính là để thay đổi cái thể chế chính trị tại Việt Nam nhằm mục đích là tiến tới lật đổ chế độ chính quyền nhân dân. Bị cáo Phạm Văn Trội là cái người thành lập và là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, giữ các cái vị trí như là phụ trách các cái hoạt động ở khu vực miền Bắc, xây dựng cương lĩnh hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ, bàn bạc và định hướng cách phát triển lực lượng là lôi kéo 6 người tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ, rồi đào tạo hướng dẫn các cái thành viên về cách thức, kinh nghiệm hoạt động, phụ trách cái quỹ của Hội Anh Em Dân Chủ, chỉ đạo các cái thành viên của cái hội này phản đối các cuộc bầu cử của Quốc hội vào tháng 5 năm 2016, cũng như là cái việc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc Nguyễn Văn Đài và các bị cáo như là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức và Lê Thu Hà bị truy tố và đưa ra xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là dựa trên những tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đã thu thập được về hành vi phạm tội của các đối tượng. Tuy nhiên thì ngay trước ngày diễn ra các phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đài và đồng phạm thì những cái người mà tự xưng là hoạt động dân chủ ở hải ngoại đội lốt một số các cái tổ chức về như là các tổ chức về nhân quyền, họ lại dàn dựng ra một cái vở kịch có tên là phiên xử luật sư Nguyễn Văn Đài khiến quốc tế quan ngại. Theo màn kịch này thì ngày 4 tháng 4 các cái tổ chức theo dõi nhân quyền như, và các cái tổ chức như Ân xá quốc tế, rồi các tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các cái nhà vận động nhân quyền như là Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức, đồng thời là yêu cầu phóng thích ngay lập tức các đối tượng này. Và như thường lệ thì ông Rad Adam, giám đốc của Ban Châu Á của các tổ chức theo dõi nhân quyền, là người tỏ ra sốt sắng nhất. Trước truyền thông thì ông này đã cố tình xuyên tạc bản chất sự thật của vụ việc khi mà nói rằng là tội duy nhất mà những nhà hoạt động nói trên phạm phải là đã vận động không mệt mỏi cho một nền dân chủ và bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền. Chính quyền Việt Nam đáng lẽ cần cảm ơn họ vì những nỗ lực cải thiện tình hình đất nước thay vì bắt giữ và đem họ ra xử. Còn tổng thư ký của cái gọi là Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Deborah Tokhan, thì lớn tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế thẳng thừng lên án cuộc đàn áp không ngừng của chính phủ Việt Nam nhắm vào các cái tổ chức xã hội dân sự. Kẻ lưu vong Võ Văn Ái, chủ tịch của cái gọi là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, thì nói rằng phiên tòa này là một biểu hiện gây sốc của Việt Nam khi Việt Nam coi thường các cái nghĩa vụ có tính ràng buộc của mình theo các thỏa thuận nhân quyền quốc tế mà nước này là một thành viên. Trong khi đó thì số những người mà tự xưng là hoạt động dân chủ ở trong nước như là Quỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Thúy Hạnh hay là mẹ con của cái người gọi là dân quan Cấn Thị Thêu như là Trịnh Bá Phương thì la liếm ở bên ngoài Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội với những cái băng rôn biểu ngữ đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài và đồng phạm. Và họ còn có những cái biểu ngữ như là đòi công lý cho họ anh em dân chủ.
và cùng với đó là cái màn lưu lo chính quyền, gia tăng bắt bớ, đàn áp bên ngoài tòa án. Thực ra chúng ta nhìn thấy đây đúng là một cái màn kịch có chủ đích nhưng lại được dàn dựng hết sức vụng về của cái đám dân chủ ở trong nước và cả hải ngoại. Trả tự do ngay lập tức cho Nguyễn Văn Đài và đồng phạm, hay là công lý cho họ anh em dân chủ, thực chất chỉ là cái trò gây áp lực lên tòa án và chính phủ Việt Nam của những kẻ mang danh và đội lốt hoạt động dân chủ nhân quyền. Trả tự do như thế nào khi mà bản thân Nguyễn Văn Đài và đồng phạm có tội? Công lý cho họ anh em dân chủ thế nào khi mà bản thân nó là một tổ chức bất hợp pháp được lập ra để hoạt động chống đối lật đổ chính quyền? Tội trạng Nguyễn Văn Đài và đồng phạm như thế nào sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Bởi vậy, thay vì chờ đợi và mong ngóng thông tin từ những kẻ mang danh đội lốt của gọi là dân chủ nhân quyền, thì hãy chúng ta hãy cứ chờ đợi, và tất cả những cái kẻ vô công rỗi nghề hãy ngậm miệng lại. Bởi vì những cái màn kịch vụng về kiểu này chẳng những không đem gì cái lợi gì cho bất cứ ai mà còn bị người ta lên án nhiều hơn. Đó chính là cái thông tin mà tôi muốn trao đổi với các bạn.